Trước khi đến với các thông tin rất là nóng tại dự án Vinhome Golden Avenue Móng Cái, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về tiềm năng, lợi thế của thành phố Móng Cái nhé. Như chúng ta đã biết thì thành phố Móng Cái nằm trong khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái. Thì khu kinh tế này thì được quy hoạch là một cái khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm của quốc gia và là trung tâm kinh tế thương mại, cửa khẩu, công nghiệp, cảng biển, logistics, dịch vụ tổng hợp của tỉnh Quảng Ninh nói riêng cũng như là toàn bộ khu vực kinh tế trọng điểm phía Bắc nói chung. Thì cái khu kinh tế này thì cũng nằm trong cái hành lang kinh tế quốc tế bao gồm là Côn Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Móng Cái và Phòng Thành Trung Quốc. Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái thì bao gồm thành phố Móng Cái, khu công nghiệp cảng biển Hải Hà với quy mô lập quy hoạch trên diện tích tự nhiên là khoảng 121.000 ha. Trong đó thì diện tích đất tự nhiên rơi vào khoảng 70.000 ha. Diện tích mặt nước tức là mặt biển rơi vào 52.000 ha. Về quy hoạch tổng thể định hướng phát triển khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái thì được chia làm 6 phân khu với chức năng trọng điểm riêng biệt, nhưng mà có về mặt tổng thể thì có cái sự hỗ trợ nhau rất là khăng khít. Thì thứ nhất là khu A thì bao gồm thành phố Móng Cái, khu B là khu vực Hải Hà, khu công nghiệp cảng biển Hải Hà, khu C là khu đô thị dịch vụ tích hợp, khu D là khu vực du lịch biển đảo, khu E là khu dịch vụ thương mại vùng biển và phát triển nông thôn, và cuối cùng khu F chính là khu phát triển mở rộng. Thì như chúng ta đã biết, dự kiến trong tháng 4 năm 2022, tỉnh Quảng Ninh sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác toàn bộ tuyến đường cao tốc Vân Đồn Móng Cái. Thì tuyến đường cao tốc Vân Đồn Móng Cái này có chiều dài là hơn 80 km, gồm 4 làn xe, vận tốc tối đa 120 km/h và được triển khai trên các cái địa bàn của các cái huyện như là Vân Đồn, Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà và thành phố Móng Cái nữa. Cô chú và các anh chị thân mến, như vậy là chúng ta có thể thấy rằng về quy hoạch tại khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái thì có thể nói là được quy hoạch rất là bài bản, thông minh, trọng tâm trọng điểm, dựa trên những lợi thế của từng khu vực và đặc biệt là có cái sự hỗ trợ mạnh mẽ với nhau, tạo điều kiện cho toàn bộ khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái phát triển mạnh mẽ, rực rỡ hơn nữa trong 2-3 năm tới. Quý vị thân mến, thì tổng quan về Vinhome Golden Avenue, đó chính là tên dự án của chúng ta, quy mô 116 hecta, vị trí thì tọa lạc tại khu vực Bắc Luân 2 thuộc phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái. Loại hình sản phẩm chính thì bao gồm là biệt thự liền kề shophouse, căn hộ chung cư và trung tâm thương mại Vincom Plaza. Thì toàn bộ dự án của chúng ta thì sẽ được quy hoạch thành 3 phân khu, phân khu Paris với quy mô 1025 căn, phân khu New York 768 căn và cuối cùng là phân khu Tokyo là 526 căn. Thì dự kiến là trong tháng 4 2022 thì dự án có thể là sẽ triển khai mở bán các cái sản phẩm đầu tiên tại phân khu New York. Và xin bật mí với quý vị và các bạn là trong ngày 28 thì dự án là sẽ chính thức làm cái lễ động thổ. Trong dự án thì có khoảng hơn 80% các cái quỹ căn tại đây thì có cái diện tích từ 60m² trên một căn trở xuống. Thì điều này có nghĩa là vì cái diện tích nó rất là hợp lý như vậy nên là cái tổng tiền cuối cùng mà khách hàng, mà các nhà đầu tư sẽ mua thì tôi nghĩ rằng nó sẽ gần như là nó sẽ tiếp cận được rất là nhiều các cái phân khúc nhà đầu tư khác nhau ở trên toàn bộ cả nước. Thì đây cũng chính là một trong những cái quy hoạch về sản phẩm rất là thông minh và gần như là nó chạm đến hầu hết tất cả các cái phân khúc của các nhà đầu tư trên toàn quốc. Thì hứa hẹn dự án Vinhome Golden Avenue Móng Cái của chúng ta sẽ có cái sự phát triển, có cái sự sầm uất, có cái sự đầu tư rất là mạnh mẽ trong nửa cuối năm 2022 thôi. Thực ra thì Tuấn cũng xin phép chia sẻ như thế này, chúng ta cũng không cần phải tính toán quá nhiều khi mà chúng ta chỉ cần nhìn vào Bắc Ninh, chúng ta nhìn vào Thái Nguyên, khi mà hai cái địa phương này thì gần như là chỉ có những cái khu công nghiệp FDI phát triển rất là mạnh mẽ, đầu tư rất là mạnh mẽ ở trên hai cái địa phương này, mà cái sự tăng trưởng về bất động sản ở hai cái địa phương này nó thật sự là nó là rất là rực rỡ trong 2 năm qua. Vậy thì với Quảng Ninh của chúng ta vừa có những cái danh lam thắng cảnh du lịch nổi tiếng thế giới được UNESCO công nhận, ví dụ như là Vịnh Hạ Long của chúng ta có khoáng sản, chúng ta có rất là nhiều khu công nghiệp, chúng ta có hải cảng và đặc biệt là chúng ta có rất nhiều các cái cửa khẩu để xuất nhập khẩu hàng hóa đi khắp các cái châu lục.